chú ơi giải nghệ đi. Nó nghe nè, tôi giải nghệ, ai nuôi vợ con tôi mẹ. Mấy người nuôi không? Mấy người có nuôi vợ con tôi, nuôi ba mẹ tôi không? Tôi đi làm thì tôi kêu tôi giải nghệ đi. Giờ mấy người đi làm, người kêu mấy người bỏ nghề đi, mấy người về nhà không đi, mấy người chịu không? Rồi không chịu thì đừng có kêu người ta giải nghệ. Trời, nghề nghiệp của người ta, tự nhiên kêu người ta bỏ nghề, mấy người làm sao vậy? Ai nuôi? Đá tôi bốn mùi luôn hả? Kệ đi chú. Không, tôi bình thường tôi kể mọi người. Mà cái kêu cái đứa nhỏ nào nó kêu chú ơi chú giải nghệ đi. Đi hoài, nãy giờ comment bao nhiêu lần. Cảm ơn Nhất Huy. Thank you. Mấy người hiện giờ mấy người tự nhiên mấy người đi làm một công việc gì đó đi. Có người nói thôi mày nghỉ đi, bỏ việc mày đi, mày đừng có làm nữa. Mấy người chịu nghỉ không? Không. Đúng không? Ờ. Vậy mà người ta đang làm công việc của người ta, tự nhiên kêu người ta bỏ giải nghệ đi. Cảm ơn. Rồi đói rồi ai lo nữa má.